Hello, xin kính chào toàn thể anh em. Hôm nay bên Thái Audio mới về được hai đôi loa JBL của Mỹ. Toàn bộ đây là Made in USA ấy. Rất là giá trị luôn anh em. Thì nguyên cái thùng loa đây là chiều cao của nó là 2 mét, chiều rộng của nó là 77 phân. Anh em nào mà có cái phòng khách lớn hoặc là muốn tải bạn bè ở sân nhà hoặc sân vườn gì đấy thì sự lựa chọn này là quá tuyệt vời luôn. Hai cái bát 40, hai cái mic trầm và một cái chất kèn. Riêng mà với cái đôi bát này thì anh em khỏi cần phải dùng súc luôn. Nó cũng đủ lực để cho anh em chơi trong gia đình là ok rồi. Thế bây giờ mình cũng xin gửi đến anh em một cái ca khúc mà của anh Áp Bảo mà đang hot thời gian dần ở gần đây. Thì có gì mình xin hát bài này thì nếu anh em đánh giá hoặc là lỡ mà dở anh em đứng chê nhá. Chờ mong rằng anh đỏ về
nọ về bên em. Ơi câu vì anh trao mùa xuân anh trở lại, em sang sông lấy chồng bỏ mặc bến đò xưa, quên câu thương câu chờ lỡ hẹn người ơi. Đằng chiều về sáo diêu gọi trăng lên, tiếng hò gọi em có lái đò ngày nhớ khung em trên con đê nhỏ, trên cánh đồng tốt cả còn thương nhau. Anh trở về tìm lại đò xưa. Núi Hồng ơi, trách chi đò lỡ duyên tình, nợ duyên đứng có vẻ rất là tuyệt vời phải không anh em? Với mức giá 45 triệu bên Thái Audio thì anh em nào có nhu cầu để khiêng đôi loa về chơi dịp Tết này thì liên hệ với Thái Audio, số điện thoại 0969 789 779. Xin cảm ơn toàn thể nha.